đây là tổng của chị đây đúng không? Cho sờ một tí nhá. Anh tên là gì? Lùng. Lùng à? Anh có nhận ra em không? Có. Trước anh đã đi làm thuê với em rồi phải không? Rồi, biết rồi. Làm thuê ở Lóc Kỉnh. À, không phải đâu. Anh có ai giống, có một người rất giống anh đã từng làm việc với em rồi. Không. Anh tên là cái gì Lùng? Vả Mỹ Lùng. Anh về lâu chưa? Thế lại về... Chưa được 2 tuần á? Được 2 chợ rồi à? À. Thấy chồng về chị Mỹ tươi lắm nha. Chị thấy chồng về là chị tươi lắm. Hôm nay là lên nói chuyện với anh một tí, bởi vì là xong nhà cho bố anh rồi. Hôm nay mới được gặp anh thì cũng muốn tâm sự một tí. Chị Mỹ đang cho bò ăn à? Đúng rồi. Đi vào nhà đi nhỉ? Đúng rồi. Nhiều mông là như thế rồi. Người Mông là như thế này à? Thế này rồi. Thế còn người Kinh thì nó như nào? Người Kinh là biết là nhà sàn như thế là gì cứ biết rồi. Thôi đùa tí thôi. Nhà của anh thì lần trước em vào một lần rồi, lúc đấy anh đi làm thuê. Anh bật điện cho anh. Đi làm về có được nhiều tiền không anh? Không, tiền nước vào tiền về trước, còn tiền về sau. Tiền về sau, thế tiền bay về à hay như nào? Không, không được bay rồi. Thế ai cầm về cho? Có một người tổ trưởng. Một người tổ trưởng à? Một người tổ trưởng là về đâu? Là sẽ cầm tiền về cho mình. Anh là đi làm ở đâu? Lạng Sơn. Lạng Sơn à? Cái chỗ nào của Lạng Sơn? Lạng Sơn là Lùng Vài. Lùng Vài. Huyện Lùng Vài à? Lùng Vài. Mình đi làm gì ở đấy anh? phát cỏ trồng cải, có rau có cơm, bắp cải. Thế có thịt nhiều không? Trứng không có. Chỉ ăn mỗi cơm với rau đấy. Rau bắp cải đâu. Không có gì. Thế anh Lùng 34 tuổi rồi, là chồng của chị Mỹ đấy. Thế về được 2 tuần rồi đã chửi vợ lần nào chưa? Chưa à? Đã đánh vợ lần nào chưa? Đấy là cái bình thường. Cái bình thường thôi. Cái bình thường. Thế bây giờ về thấy nhà của bố đẹp rồi thì làm như nào? Được. Đẹp không? Đẹp. Là như thế là cả anh nè. Vâng. Cho anh. Em làm là em. Chào anh. Là tiền cho... ông của em thưa bố của mình đúng không? Bố của mình là xích chị Mỹ thì rất là thương bố rồi, nhưng anh có thương bố không? Không thương à? thương bé thôi mà thương bé thôi đúng không? Không thương nhiều đâu. Thế thương vợ nhiều hơn à? Rồi rồi thưa thương gì thưa là anh cắt cỏ con bò ăn mà quên có rượu à? Không. Nước thôi. Em không uống rượu đâu chứ. Rượu không có đâu. Anh Lùng có vẻ là hay uống rượu đấy nhỉ? Bây giờ tiểu hôm nay là cầm trà giấy dê đi xin cây. Cái đi là chặt cây à? Vâng, em xin. Thế là bao giờ lại đi anh? Bao giờ lại đi làm thuê? Em á? Anh ấy bao giờ đi? Là từ mùa hoa cúc xin. Chú mua là cú mà gì chút gì vô. Thế sao lại về? Tự nhiên lại về nhà? Em á, xin về tỉnh trường sinh do... Thế anh về nhà làm gì? Là nhà. À, làm nhà. Là nhà. À, mình được nhà. Được nhà. Nhà nước cho hả? Nhà nước cho. Bao nhiêu anh? Nó bảo là 40 triệu nhưng mà chả biết được. Nếu mà 40 triệu thì anh vận chuyển lên đây là hết 40 triệu nữa. Thế rồi, hết là tính cho là em thêm cho 40 mấy nữa. Là sẽ làm cho chơi nhỉ? Chơi. Là đang chơi ở đây rồi, tủa. Chơi nhỉ, tủa. Làm cho tủa. Tủa để chơi. Con gái thì sẽ đi lấy chồng. Nhà cũng cố như thế là hai thằng cho là không khí là để cho già thôi. Già thôi. Đây là hai vợ chồng già. Già thôi. Cái mong là
cho phụ chị gì à? Chị chứ mà cái nó một cái thẻ rồi đâu. Ừ. Một cái thẻ đó mà cái chế mốc mà ui dồi đẩy như này. Ừ. Tạo bây giờ cũng phải đẩy như này. Dạ. Vừa đấy đẩy dễ đi á. Nếu mà đẩy cái như này. Ừ. Chế mốc là cái gì? Chế gì là bây giờ cái chế mốc. Chỉ muốn đẩy như mà nó hay bây giờ chỉ giờ chỉ giờ đi cái chế mốc nó hay phải của từ từ bắt chưa à? Em muốn đẩy như mà cái chỉ giờ được bắt chưa? Ờ lên. Ờ lên. Ừ. Chồng về có tâm sự gì với mình không chị? Có tâm sự về việc là bố được nhà đấy, có nói chuyện gì không? Anh, có à. Anh nói như nào? Có việc gì thì chồng phụ làm. À, tóm lại là vẫn hộ. À, có các em đi về làm một cái nhà cho ông thì giúp ông. Ừ. Anh giúp ông nữa. Chào các em. Sao giúp hết? Các em lên thì chào các em. Thế từ bây giờ trở đi có chửi bố nữa không? Ôi giời, chửi gì? Nó bảo là trẻ từ chi gì trẻ? Chửi mua à? Chửi mua tiền mà? Ơ chửi mua. Tàu thì tàu tàu bây giờ thì tàu. Chửi mua là tiền. Từ lâu là cái cũng hoa lý rẻ. Vợ từ thì là ớ mà ba từ xưa đời thì có dòng nó mà tao là. Thế hỏi nhá, bây giờ từ bây giờ trở đi có chửi vợ mình nữa không? Chửi. Vẫn chửi à? Chửi không chửi. Không chửi đâu. Có đánh vợ nữa không? Không. Thế từ lúc lấy về giờ anh đánh vợ mấy lần rồi? Phải thật. Bao lần đánh được không có, mà bây giờ cãi có. Cãi có. Cãi là cãi chứ. Cãi cho vợ khóc là có rồi đúng không? Có. Cái là cái chạy đi đâu là anh cứ cắt cỏ trong bỏ ăn. Thế là công dụng chính của vợ là lại cắt cỏ cho mình đúng không? Ờ, cắt cỏ cho rồi. Thế thì từ bây giờ trở đi còn chửi bố mình nữa không? Chửi là bây giờ là lúc mà em xem rượu một thế. Rượu một thế là bây giờ hay gia đình sau là giờ mà giờ một cái giờ không một cái không có nữa mà cho ra không gì là giờ chị trẻ không giờ là lo mà trẻ hỏi bút đầu này kia mà chị trẻ giờ mà chị trẻ à trẻ mà bao giờ chị trẻ à giờ là lo giờ muốn trẻ mà bao giờ trẻ mà nó thì phu cưới được cái tí tới mà học trẻ thì thả lượng trẻ mà hay có nhá hả ta chị tao chị trẻ giờ lo mà chị trẻ à kia nhá chị trẻ sao xanh thì à ít tiền nào hết tôi cũng tay có lòng cho buổi giao này chúng ta được cắt chi thì tôi lòng cho ít tuổi lâu này có tới ít tuổi kế này dùng chúng ta nếu họ thì bắt đầu là chúng ta câu chuyện thì anh Lùng cũng vừa nói đấy là gửi lời cảm ơn tới mọi người tới bản thân cháu Hiệp nữa đã giúp cụ căn nhà trong cái câu chuyện bon mồm thì anh ấy nói như vậy. Tuy nhiên thì mọi người tất cả các bác là những người đã cái tuổi đời đã cao rồi và đã người từng trải chắc chắn là sẽ có những cái cảm nhận riêng. Tuy nhiên thì anh em mình lên đây để gặp anh, biết anh, nhìn thấy anh và lắng nghe câu chuyện từ anh và cũng hỏi những cái câu vui từ tương lai về sau thôi, chứ còn cái chuyện quá khứ thì đã xác minh cũng như đã nói rồi. Tuy nhiên trước này anh em sẽ tâm sự tiếp thì có lẽ là bản chất anh đấy thì cũng ok thôi. Tuy nhiên thì đôi khi là con ma men nó không làm chủ được bản thân. Đó, thì đại loại là như thế. Thì hôm nay cũng bây giờ là cũng gần xong rồi. Có đi một tàu lúc chơi mà ba tuổi giờ ok trong mỏ mà. Ừ, bao là ba. Ba chỉ ba. À, ba ngô. Ba tuổi giờ mà lâu mà ba ngô sư. Ba thì lâu mà đi. Chỉ mua hàng nhỏ đen đen rồi. Nó anh nhớ mà cổng cái trong mà quý từ bao giờ tên là hay lên bao giờ tên là trẻ từ giờ à? Trẻ mà tức là mình thật ra là lo mà hút đi tập trẻ bên nè thôi mà chỉ mua này bê quả tú bê thì chăm trẻ cho nhà này tí giờ mà tức là trẻ mà tức là lên tên này giờ hay lên gì giờ thế từ trước giờ anh đánh bố mấy lần rồi không nói thật đi em biết hết rồi là còn dọc có thứ này. Đó là anh say rượu với anh chửi bố đúng không? Xong là đánh bố. Bao lờ lơ pê bao lờ lơ tê lờ lơ. Còn em xem hết rồi, anh nhận đi. Anh nhận mà, nhưng mà Lúc đấy là anh tỉnh rượu, anh say rượu. Lúc mà anh hành xử như thế với bố là anh rồi, rồi mà
lên mù lò mà u thế là lò mà chụp phu học chơi à, nhờ là lò mà chụp phu học chơi, học chơi mà lò mà học chơi mà mình chụp tỏ té, cái đó ai lên là, ai từ giờ lên mà, ừ mà, mà lò mà học chơi tỏ té mà chỉ muốn chỉ được bỏ mà ngắn đây mà hầu đấy, mà chỉ tao tua mà chỉ muốn được bỏ mà tông nữa, ừ mà tông mà chỉ tao mà u u chỉ được u chỉ chế thôi, hai lên thôi, hai lên thôi, thế mà cha tao tao tôi chỉ chảy máu hết đấy. Tỏ mà nè tỏ đấy thì là tỏ đi đấy đừng tỏ đừng tỏ nè thì là tỏ giờ con đi đấy tỏ như mình đẩy cho xong là thì giờ không tỏ thì khi ở trong mà mình đẩy cho đi đẩy ra mong để mình giờ nó chết sạc nó chết mà cái ó có cả hồ chết mà nó chết sạc nhưng mà người thì những mình quy hơn mà phải lò mà nó tươi sạc có đi bộ lúc này bộ mình khu cái chơi khu tao nói cái gì tươi sạc nhưng mà những mình nó muốn được lọ hậu chế, còn hậu chế mà chỉ mua ra mua mà không cái liền xin mà bông ấy á, nghĩa là bông mà trầu chỉ bỏ hết, nhưng mà mình toàn mà trầu như thế. Thôi thật ra thế này câu chuyện thì không biết hết nhưng mà em thì em tâm sự với anh, có lẽ là nói tiếng phổ thông anh nghe được hết đúng không? Anh hiểu hết đúng không? Hiểu hết được không? Chị tà đúng không? Chị tà, mềm mềm xem á. Ở đây mà những cái đã xảy ra thì mình không nhắc đến nữa, bởi vì là có thể là do một cái lúc mình nóng giận mình uống rượu, hoặc là do những cái hiểu lầm giữa bố và con, hoặc là do những cái khác nhau về cái tâm lý của một cụ già và một thanh niên trẻ, đúng không, là không vào nhau được, kiểu như điện đấy. Đấy, khác cực là nó đẩy nhau ngay. Thế nên là cái đã qua thì không nói nữa, nhưng mà bây giờ bọn em làm nhà xong cho ông rồi thì mình làm phận làm con, thì dù ông có như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải có một cái cách cư xử làm sao cho nó đúng. Chị Mỹ nha, phải không? Mình chị trẻ tuổi giờ đó, giờ nói thật là cũng sống bây giờ sống cùng lắm là được 20 năm nữa đúng không? Thì mình phải cho ông có những cái quãng thời gian cuối đời người ta thật vui vẻ và khỏe mạnh đúng không? Tinh thần lúc nào phải lạc quan, bây giờ mình làm con mình chửi rỡ không được. Đấy thì anh biết rồi, cái tuổi già nó rất là khó tính đúng không? Đấy nhở? Lớ lầu mà lớ khó tính kia đó. Hay á, chị tàu. Lớ lầu là... Mà kẻ lớ thả chị mà kẻ lớ. Lớ hay á chị mà kẻ. Đấy nhở? Chị tàu trẻ tuổi giờ á. Chị tàu trẻ mà. Chị tàu á. Chị tàu tàu á. Tàu mà lớ lầu lầu mà lớ... Lầu là sai chị cho chung đó. Dạ. Chị cháu đó. Nhá. Bây giờ là đã làm nhà xong rồi thì tất cả các con đều phải cùng nhau chăm sóc cụ. Làm được không anh? Được. Mua á chín nọ mà hô tuổi giờ lớn nọ. Có bị cháu tất cũng nọ đấy rồi. Mua á chín ca, mua á chín... Còn đây là... Thì hay tuổi giờ lò hỏ. Giờ lò lá chín nọ thì tao hát tao nè. Mẹ. Mẹ thế mà... nó cúi tụi mà tôi mà coi như tôi không nên là số lượng nó thế thì sao này đang ngồi đây là phiên dịch cho anh, bây giờ anh phải gọi là mua rào bố vài câu, anh là người ngoài thôi nhưng mà anh đào, đào, đã đứng ra hỗ trợ cho gia đình mình được như thế rồi thì bây giờ dịch cho anh thế nào. Bây giờ anh em bảo nhá, từ nay về sau là không chửi ông nữa, không đánh ông nữa. Em nói với bố để xin sợ bố được. Nè thì chị nói cho đòi giá chắc là không tin. Tao thì tao mà bắt tay chúng mua chúng mua chúng mua tao thì tao chúng mua chúng mua con ok. Thứ hai là gì, ông là ông lớn tuổi rồi nên là tính ông rất là khó tính, nói là người ta thì thường khó tính, cho nên là bảo bố đừng chấp bạn ông nữa. Đấy, nói đi. Cường nói không sợ bố đâu, anh ở đây không sợ bố đâu. Có thấy nó chiếu nhà đi đâu. Cứ nói đi em, cứ nói đi. Không sợ bố đâu. Đại loại là bây giờ anh phải hiểu là từ giờ rất lâu rồi luôn. Mà lâu rất là khó tính. Đấy. Người già thế thôi. Mà sau này mình già mình cũng khó tính nốt. Bây giờ em phải nói với bố này. Thế bây giờ bố như thế với ông, thế sau này bố già đi, con như thế với bố có được không? Đấy, em phải nói bố như thế. Không nói gì. Đấy, bây giờ em phải nói với bố như thế, xem là cảm nhận của bố như thế nào. Đấy. Em cứ nói trong lời của anh với bố đi. Em bảo với bố là bây giờ bố đối xử với ông như thế, sau này bố già đi con đối xử với bố như thế có được không? Đấy. Không gì.
Chờ mình ngồi hết đi uống nè, mua rồi. Thì lâu quá cha cổng giờ mà thả thư đấy. Có lâu mà tụi đi có ý giả lỡ. Thì bây giờ là chị tao tôi chứ. Cho nó. Tụi lâu mà chứ giờ ông mà tao ắt xong cái mà. Mà tụi cứ hay tí lâu họ họ cha mê chứ họ đồn tao mà. Họ đồn tao mà chua chua mua hát giống sư. Thì tao ắt chị nè. Ây dạ. Bếp nhỏ nhẹ mà bếp cổng ua cổng nó. Cổng nó thì chơi ở đây nó chả ra gì. Chứ là lâu mà, tao hạt kiểu tao nọ lỗ nọ cái luôn. Thì là lỗ, tụi gia gì lỗ hả? Lỗ à? Lỗ kìa. Mà mò cho ít tụi cho một dĩ sách á. Hai ly chi dầu. Thì là một dĩ sách, thì là chỉ cho một nè. Tụi nhà ti cho một sư. Ô, ưu tử là ưu mù á. Ưu mù, ưu mù tụi là dầu mà phúc tập. Ưu phúc tập ó chỗ. Đó lại là những cái ngắt lời anh đấy, những cái câu chuyện mà đưa cụ đi bệnh viện thì chị Mỹ cũng nói hết rồi, mình không nhắc lại nữa. Thế là hôm nay là đã làm nhà xong rồi, thì từ nay về sau là mong rằng là sẽ không chửi hoặc là không đánh ông nữa, ông nói gì kệ ông thôi. Và cái nhà đấy thì đã làm riêng cho ông rồi, mình cũng không can thiệp nữa nhá. Xong là đã nói rồi nhá, còn chửi ông và còn đánh ông là sẽ gọi công an nhá, được không? Nhá, gọi công an bắt đi nhổ cỏ luôn nhá. Tùa ơi, em nói hộ anh với bố nhá. Thì em bảo với bố là làm tấm gương như thế nào để em còn học tập theo, để sau này em lớn, em còn lớn nữa. Chứ bố làm như thế thì sau này em sẽ lại bị ảnh hưởng với tính của bố đấy. Đấy, thì em cứ nói với bố như thế. Hạn chế thôi. Em cứ nói với bố là bây giờ là bố làm như mà bố mà cứ đối xử với ông như thế là em sẽ bị ảnh hưởng, hay là sau này em sẽ lại đối xử lại với bố như thế đấy. Thì em phải nói với bố như thế thì bảo bố đừng làm thế nữa đấy nhá, để em còn học tập noi theo bố đấy. Bố phải trở thành một người tốt, em cứ nói đi, không sợ đâu. Gì à? Lúc này bố sao thì do gì thì bây giờ lo từ bên mình bảo phải là làm bên đó mình bảo một bao chứ mà chiếu mình mới thôi. Chú ơi, chạy. Ông tay nó kìa. Có một kia kia. Chú này, chú này. Đây, đấy. Hai tao, thả tao mua vào tao. Chật chứ là hết rồi. Ừ, nhớ anh hứa rồi nhá. Thả tao mua vào tao. Thả tao. Đấy, anh thấy chưa? Bọn em thì nói thế thôi, tủa nó cũng sắp khóc. Đấy, nó không, em nó rất là còn bé. Nên là có gì anh phải để ra là không có gì để sợ bố đâu. Mình còn làm con thì sai thì bố chấn chỉnh để mình đúng không? Đấy, khóc lắm gì? À, tôi tức cua rồi đó. Đấy, thương ông, thương bố thì bố phải làm thế nào để cho con thương hơn nữa nhá. Chúng tôi chết trẻ này. Nó ra mày khóc làm gì? Nói anh nghe thật à? Tại khóc? Thương ông quá phải không? Thương ông, thương bố nữa. Thật ra là bố... Bây giờ thì anh tin các em đi rồi. Tức nghĩa là lúc mà bọn em ngồi đây ông nói được như thế, nhưng mà lúc mà đi rồi thì sẽ không như thế. Phải không? Thì sợ bố như thế thôi đúng không? Nhá, nói là mình thật ra thì cũng khó bởi vì chuyện nội bộ. Kêu cả ngày còn điên. Đấy, bây giờ bắt đầu là có những cái sự bóc mẽ nhau ở đây. Nhá anh nhá, cố gắng là mình đừng làm cái gánh nặng cho gia đình nữa, cùng nhau cố gắng phát triển kinh tế đi lên thôi, rượu uống ít thôi. Bây giờ anh phải xem là con cái anh đang là tuổi lớn, đang là tuổi nhận thức. Anh hiểu từ nhận thức không? Nhận thức là bây giờ những cái gì mà anh làm cho các bé nó in đậm đâm sâu vào trong bộ nhớ này này, thì sau này là anh cứ nghĩ đi, nếu mà sau này anh già đi, con anh đối xử lại anh như thế, anh có chấp nhận được không? Đấy, em bọn em đến đây với một vấn đề thôi, đã làm nhà cho cụ xong, bọn em đến đây muốn khuyên anh luôn, làm thế nào để làm một cái gương sáng cho con, đây, cho con anh sau này, chứ không phải là làm một cái vấn đề gì to tát cả. Đấy, đấy là cái mục đích sống hiện tại của mình thôi. Bây giờ là mình phải làm gương cho các con, để sau này mình phát triển kinh tế, các con cũng thấy đấy, làm động lực để đi học.
học tốt hơn, học giỏi hơn để làm như nào, để là kiếm tiền về để còn xây dựng quê hương đất nước, quê xây dựng nhà mình ấy hơn chưa. Nếu mà anh cứ đối xử như thế thì các cháu sẽ là đi chỉ hướng đi xuống, sẽ không có chuyển hướng đi lên nữa. Đấy. Bây giờ anh nói chuyện với bọn em là có thể là đúng rồi, nhưng mà em rất hy vọng là cái sự đúng rồi của anh sẽ là được tiếp tục là như thế, chứ không phải quay lại cái quá khứ như ngày xưa nữa. Đúng không? Đó. Có lắm nhiều, em không hiểu nhiều đâu. Đó là tựa có lẽ là lo rằng là bọn anh ngồi đây thì bố nói hay thôi đúng không? Nhưng mà anh đi rồi, rằng là những lúc mà không có bọn anh thì tiếp tục khả năng sẽ là như vậy thôi. Anh em mình lan man câu chuyện dài dòng thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tuy nhiên hôm nay thì cũng đã phần nào đấy là giải đáp được cái thị hiếu của quý khán giả, là biết được bố của là ai và người đã gây ra tất cả những câu chuyện đấy là người như thế nào. Và gặp được cả nhà, hôm nay thiếu mỗi máy thôi, máy đang ở nhà ông rồi. Thì xong nhà thì cũng hy vọng rằng là anh sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình đi. Bởi vì là bố chẳng sống với mình bao nhiêu lâu nữa đúng không? Thì cứ xác định thôi, bởi vì là bây giờ bố đã 85 rồi thì cũng nắng ngả về chiều rồi. Quan trọng là mình phải báo hiếu bố những ngày cuối đời này để mình có một chút gọi là đức đúng không? Thì có lẽ những cái lời nói của anh em mình thì anh cũng không hiểu gì nhiều. Thứ hai là cái video này cũng chả giải quyết được cái gì cả, và chỉ muốn lên được thức phim như thế này để mọi người cùng lắng nghe những cái tâm sự của anh em mình, và những cái có những cái câu chuyện nó thực tế nhất thôi. Và bản thân Tùa cũng một lần là dám đứng ra để nói chuyện như người lớn đối với bố thông qua những cái lời nói của anh em mình. Tùa là người phiên dịch thì tất nhiên đó cũng là một cái lời nói từ Tùa, thì bố sẽ có lẽ là cũng sẽ có một cái chút gì đấy ở trong này. Thì bây giờ mua rồi anh em mình nhân cơ thôi. Hôm nay là gặp cả chơ này, chơ con trai con chi dài. Từ nay trở đi là không được chửi ông nữa nhá, không đánh ông nữa nhá. Tao chỉ tao. Tao kém á. Từ nay trở đi tiếng mông là nói như nào? Chỉ nông nhìn mù mà tiếng lò trẻ tôi giao này, tao tôi giao mà tôi cứ hù tù cú nhá lò cam mù lớn. Tao kia á. Nhá. Về rồi nước đi xong anh em mình sẽ tạm biệt mọi người thôi. Tất nhiên là mọi người xem những cái thước phim về vận chuyển đồ nhà cụ, hay là lúc mà từ lúc anh Lùng về thì hỗ trợ cụ cũng rất nhiều, cũng chả biết là xuất phát từ động cơ như thế nào, nhưng mà giúp bằng thật, đấy là cái sự thật mà mình đã nhìn thấy. Và 12 giờ trưa nắng vẫn kéo điện cho bố, cái điều đấy là anh em mình không tác động đâu nhé, nói thật là như vậy. Thì có lẽ là mình không biết được cái động cơ của anh ấy là gì, nhưng mà cũng đã có những cái sự phải có những cái sự thương bố ở đấy thì mới làm được những điều đấy. Còn những câu chuyện đã qua thì mình cũng không bản nữa. Và bây giờ thì đi ăn cơm luôn nhỉ. Bếp muốn nó mỏ lắm. Muốn nó mỏ lắm. Cái sợi tay muốn nó mỏ. Sao sinh đi không? Sao sinh đi không? Sao sinh đi không? Để cảm ơn nước. Thật ra thì mọi người